vậy. Còn tiêu chí của em rất là rõ ràng, đó là tới cuộc chơi này là vui là chính. Ừ. Đúng. Em không quan trọng là tiền, nhưng mà em quan trọng là nhiều tiền. Đầu tiên xin được giới thiệu diễn viên Thanh Trực và Gia Linh. Tương tâm đó nha. Công nhận luôn á. Nè, bây giờ anh vô cái mình giới thiệu Tam Cao Áo Trắng rồi nha. 2, 3. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Tam Cao Áo Trắng. Trời ơi, không vui, vui luôn. Vui quá. Chết tụi. Ok, thôi không cho anh vô nhóm thì thôi, thì em tự giới thiệu nhóm mình đi. À, dạ, em là Huỳnh Thanh Trực. Dạ, em là Gia Linh. À, ngày hôm nay tụi em đến với chương trình Đùa Như Thật là để đùa như thật. Dạ, thật như đùa. Dạ. À, cái này cũng không vui bằng anh đâu ha. Tại sao hôm nay tụi em đến đây với cái phong cách là trắng đen như thế này? Dạ, thì sáng trong tủ có đồ nào thì mặc đồ đó thôi, chứ cũng không nghĩ chủ đề gì đâu. Vậy hả? Dạ, đúng rồi. Ba em có bận rộn gì không? Ba em ở nhà cũng rảnh lắm anh. Rảnh lắm hả? Dạ. Cũng thỉnh thoảng đi đám cưới đúng không? Dạ, đúng rồi. Hôm nay mượn bộ đồ đám cưới của ba đi thôi. Nghe hỏi là có cái mùi đâm đâm gì trong đó rồi. Rồi, đối với chương trình hy vọng rằng hai bạn sẽ có được thật là nhiều giải thưởng cho bản thân mình nhé. Một tràng pháo tay cho Gia Linh và Huỳnh Thanh Trực. Xin mời hai bạn về vị trí bên kia. Mỗi người vô. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau chào đón cặp đôi rất là dễ thương, Dương Thanh Vàng và Quốc Khải. Sao vậy? Cái sàn này bóng quá mà, sao không trơn dữ vậy? Nào Dương Thanh Vàng, dạ. Ai làm stylist cho em cái bộ đồ ngày hôm nay vậy? Đâu, sáng đi tập thể dục xong nó ghé luôn á. Cái này nè, lỡ mà tập thể dục chậm chậm được nè mọi người. Ra đây là kiếm đi ăn của em đó. Kiếm à, vậy hả? Còn Khải, hả? Hôm nay đến mình chào một câu dễ thương theo đúng cái ngành nghề mình cũng đang xây dựng đi. Kêu lô tô một câu giới thiệu cái nè, được không mọi người ơi? Mày gì ra mày, gì ra mày, gì ra mày, gì ra mày, gì ra. Mắt này ơi xin đừng đi nhé em. Mắt này ơi xin đừng xa cách tôi. Dù cho ngày tháng có đi qua, có những phong ba tôi vẫn ngồi mãi nơi đây. Con số 7 ai nhảy? Con số 7, con số 7 là phải nhảy. Cảm ơn Quốc Khải rất là nhiều. Đây là người bạn học đại học chung với tôi. Thật sự ra bây giờ thì đứng chung sân khấu thì cảm thấy rất là mừng. Ủa? Là bạn cùng trang lứa hả? Bạn cùng trang lứa đó. Trời ơi, bây giờ mới biết luôn á. Sao vậy? Sao vậy em? Em tưởng anh là anh của anh Khải không đó? Anh đâu mà anh. Lên lương, lên lương. Hai đứa trong là có chiến thuật rồi phải không? Bớt đi. Bạn bè nhau kỳ ngày hôm nay đến với chương trình, tiêu chí như thế nào? Muốn nhận giải thưởng cho riêng mình hay chia đều giải thưởng cho những người khác? Tiêu chí của Khải hả? Thì tới đây nếu mà mình chơi vui thì mình nhận mình. Vui quá. Quá nha. Bây giờ Khải không. Vui nhưng mà người khác không vui. Ông Khải là ông vậy. Còn tiêu chí của em rất là rõ ràng, đó là tới cuộc chơi này là vui là chính. Ừ. Đúng. Em không quan trọng là tiền, nhưng mà em quan trọng là nhiều tiền. Chúc cho Khải sẽ vui, chúc cho Dương Thanh Vàng sẽ có nhiều tiền. Một tràng pháo tay cho hai bạn đến với Dương Thanh Vàng. Ở đây luôn ạ. Tiếp theo sẽ là một cặp đôi trai tài gái sắc, Thanh Tú và Trang Ngọc. Ngọc ơi, anh nhớ là mấy lần trước á, anh đỡ không được. Sao mấy ngày sau? Cái bộ đồ nó nặng. Ủa vậy hả? Cái bộ đồ nó nặng. Chứ không phải là cái con người anh lên ký. Không có, cái này mình tập một tuần lễ sao em mập nhanh dữ vậy? Em đi đâu vậy? Em đi chơi game show. Anh biết anh đi đâu không? Anh đi đâu đây? Anh đi chơi đồ như thật. Vậy là đi chơi chung rồi. Trời ơi, vô đây, vô đây, vô đây. Vô đây, vô cái dòng kim cô này. Ủa, hai đứa tập cái miếng này lâu chưa? Cái tiểu phẩm á là tụi em tập ngắn thôi, 2 tháng rưỡi. Còn cái bộ đạo là tập một tuần lễ. Trời ơi. Em ơi, cái tiểu phẩm này em hả, ba tập 2 tiếng rưỡi lần hả? Em không hiểu sao cái vũ đạo vui hơn cả cái tiểu phẩm. Tụi em hôm nay duyên dáng dễ thương. Dễ thương quá vậy? Gì dạ, ừ. Cái tụi này dễ thương quá hả? Dễ thương mà. Dễ thương. Anh, ví dụ như mình, hay á, để em thử coi. Gì thử gì? Tự nhiên cái cởi áo vậy? Anh dắt lên tay anh coi, anh dắt lên tay anh coi. Dắt để đây đây. Rồi, vô ly kiếm cái mâm đi, kiếm cái mâm. Bưng nước á, phục vụ á, bồi á, tưng. Một cái hấu ta cho cà, Ngọc à. Về gió quá.
túi, về cái túi. Hai mặt kia đó, hai mặt kia. Dạ mấy đứa mình bị cái luôn. Tiếp theo, lấp đầy khoảng trống ở bên kia sẽ là một cặp đôi cuối cùng. Đó chính là sự xuất hiện của chàng trai đúng nghĩa đen lấp đầy khoảng trống, diễn viên Quốc Khánh và diễn viên Huỳnh Huy. Đẹp trai thì người có nhiều người yêu. Đẹp trai thì người có nhiều người yêu. Thôi thì như vậy, hôm nay dâu làm ba má, mặt cái này cũng giống như là cha xứ vậy đó. Hai con đúng tìm hiểu với nhau lâu chưa? Hai con có đồng ý đời đời suốt kiếp trong đùa như thật hay không? Trước khi đồng ý em hỏi đứa nào con em à? Ai biết là em? Đứa nào con gái với đứa nào con em? Nhỏ đứa mặt gái, áo đỏ giống chứng tỏ ba em. Ba em đây là nó kết thúc mọi miếng luôn á. Thôi được rồi, kết thúc đi. Khánh ơi, quay trở lại với chương trình lần hai có vẻ như là đồng thấm hơn hả? Lời đầu tiên cho diễn viên, người mẫu, MC, dancer xin gửi đến quý vị khán giả là chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Anh nói nghe nè, em làm cái đời người mẫu là năm mấy tuổi vậy? Người câu mẫu hỏi này nhạy cảm quá, em trả lời không được. Ủa, năm sau là năm của Quốc Khánh, nó làm người mẫu lịch đúng rồi. Bé Heo giới thiệu xong chưa? Xong rồi. Xong rồi hả? Dạ. Mời bé cò. Tự nhiên cái thành con cò luôn nhé. Dạ, lần đầu tiên cho phép Quỳnh Quý xin gửi lời chào đến tất cả mọi người, một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Nhiều lời quá, đẹp trai quá. Em xin tự giới thiệu, em tên là Huỳnh Quý, hiện tại đang là diễn viên, ca sĩ và là MC. Yeah. Chỉ ca sĩ mà, bây giờ mình hát câu cho mọi người nghe chơi được không em? Nào, hai ba vỗ tay cho Huỳnh Quý nè. Sẽ luôn thân gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Cho anh hỏi là em hát cái dạng nốt đó là nó vô không? Nó vô khung không? Em muốn là kiểu, anh hiểu không? Tại vì mình đến với chương trình đùa như thật. À, là mình hát đùa thôi đúng hát không? Đùa. Em hát là kiểu nửa đùa nửa thật. Vậy hả? Dạ. Bây giờ em hát thật thử coi. Hai. Nó như đùa luôn. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ có những thẻ phân vai dành cho 8 người chơi ở đây. Chắc chắn như đã nói từ ban đầu, sẽ xuất hiện thêm một thẻ phân vai mới nữa, đó chính là thẻ phá rối. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ có 6 thẻ thật và 1 thẻ đùa. Và để xem mọi người ngày hôm nay bốc thăm trúng thẻ phân vai nào cho mình để diễn đây. Xin mời thẻ phân vai dành cho 8 người chơi. Lấy đi em, cái nào cũng được. Rồi, xoay cái mặt số vào trong. Rồi, để im đó. Rồi, đồng ý. Từ từ coi. Làm cái nào cũng được. Mượn áo vàng em sợ bóc lộn lắm. Em chọn cái nào? Em cái nào? Chọn em. Đi về luôn. Đây hả? Chơi chứ. Cái nào? Ủa, cái này là cái tiểu phẩm nữa đúng không? Không, tụi em đang chọc. Rồi, đó chính là những con số của mọi người ngày hôm nay thôi. Nó không quan trọng bằng việc ngay bây giờ tuần tự từng người một lên vị trí ở phía giữa này, sẽ xem thẻ phân vai của mình và phải diễn xuất liền để giúp cho 7 người còn lại phía dưới tò mò mình là ai. Thôi hả? Thôi. Về được không? Thì lên đây, một tràng hỗ tay cho Trà Ngọc. Chị sao vợ, sao chú kỳ vợ? Lên đây, để con số vô trong. Nó ẩn vô trong cái bịch trang em luôn ha. Để con số vô trong, tay ngược luôn. Bây giờ nè, Trà Ngọc đứng đây. Trà Ngọc sẽ xem thẻ phân vai của mình. Mọi người hãy nhìn cái nét mặt của Trà Ngọc nha, lùi xuống bước. Như chung kết hoa hậu quá trời. Rồi, ok. Mọi người hãy nhìn thử coi Trà Ngọc. Anh nói hùng hồn như một đêm chung kết truyền hình trực tiếp anh. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, trong đêm nay 8 người chơi, ai sẽ là người giữ thẻ đùa và Trà Ngọc của chúng ta sẽ ra về ngay bây giờ. Anh hả? Ủa, vô tới chung kết rồi rớt liền nha. Rớt liền luôn. Rồi coi nha, 2, 3 coi. Rồi, thấy rồi. Ok nha. Diễn nè. Em thấy gì em nói thôi. Diễn nè. Diễn nè. Diễn. Thôi. Tự nhiên diễn à.
Em giữ thẻ đùa đúng không? Thôi, tự nhiên khai à. Em giữ thẻ thật à? Thôi, không chơi nữa. Chơi, ta giữ cái bí mật cho riêng em thôi. Đúng rồi, anh hỏi dạ. Mà em có quyền trả lời và tất cả chúng tôi có quyền tin hay không? Em là một người rất quan trọng. Nếu mọi người bình chọn em ơi, ai cũng quan trọng ở đây hết trơn em ơi, không có quan trọng. Ủa? Là không có được chơi đâu em. Dạ, đúng nha. Dạ. Em là một người kém quan trọng ở đây. Dạ, thôi đi về đi chứ đây chi. Thôi được được thôi. Nói chung em đi về mà về chỗ. Điều đó coi, không xong quan rồi. Trọng, quan trọng là em ghim anh. Đúng rồi. À, một tràng hỏi tay Trần Ngọc. Tiếp theo, Gia Linh. Tới luôn hả? Tới luôn, chứ để hai người phụ nữ quan trọng và đắt giá nhất ngày hôm nay. Trời ơi, thấy chưa? Thấy chưa? Em đăng quang rồi mọi người ơi. Em đăng quang rồi. Đuổi chị đi. Trục xuất. Cái gì vậy? Không, không có trục xuất người ta. Tại vì người ta chơi tới cuối chương trình mà, đúng không? Đúng. Đăng quang, chúc mừng em về chỗ. Đó. Anh Tú. Coi coi kỹ kỹ vô, giấu giấu vô. Khoan cái nào rồi? Đúng rồi, coi đi. Em không cần phải nói gì nữa, đi về chỗ đi em. Em nghĩ là trong cuộc chơi này em nên im lặng. Đừng có nói gì hết á, ừ. Rồi, Trực ơi. Dạ. Tới em. Xin chào tất cả quý vị. Dạ vậy? Em vô đây coi cho nó kính. Tí nữa coi để tất cả mọi người thấy được cái nét mặt của mình. Trời ơi, em chơi riết về trả bộ đồ cho ba em. Rồi, bắt đầu. Số bên trong có chữ chứ không phải số. Chúng tôi có 3 thẻ phân vai. Một là thật, 2 là đùa. 3 là một dấu chấm hỏi, đó chính là thẻ phá rối. Nhìn mặt tôi, các bạn đoán tôi là ai? Là Huỳnh Thanh Trực, thôi về đi. Ừ, một tràng pháo tay cho Trực về đi. Rồi, ok. Và bây giờ sẽ là lượt coi của một người đã từng tham gia đùa như thật, Quốc Khánh. Xin ủa, mời là bạn. Khánh chơi đồ vậy hả? Đã tham gia một lần rồi. Em không có kinh nghiệm, cái đi nên người ta điềm đạm lắm không? Rất là điềm tĩnh. Có kinh nghiệm với việc thua thôi. Còn việc thắng thì ngày hôm nay không biết như thế nào nha. Mời Khánh. Coi, giấu giấu vô, Quỳnh Quý thấy. Quỳnh Quý thấy. Em trúng tuyển rồi. Cảm ơn khi đăng quang đây trúng tuyển hả? Cảm ơn Khánh. Xin mời Dương Thanh Vàng. Ê cha, vàng hôm nay con có cái yếm che lại nữa kìa. Trời ơi, lại trời ơi. Coi rồi hả em? Tôi xin phép được nhìn thẳng vào mặt của 7 người chơi. Nhếch cái miệng lên. Nhìn thẳng sao nhìn giữa? Quên. Để coi chừng nào anh lé nha. Ta khinh đó hả? Là sao? Hả? Quên bỏ cái thẻ vô rồi. Ban tổ chức quên bỏ cái thẻ vô rồi. Là sao? Là này đùa hay thiệt? Đói hồi sao rồi biết. Hay quá. Trời ơi. Hay quá vàng ơi. Huỳnh Quý. Mời em. Thôi đừng có cười nha anh Quý. Nhiều lúc cười quá cái răng nó chiếu vô cái đó nó chói không coi được. Phải sáng số mình thấy rõ được cái số đó hay không? Ngược lại, ngược lại. Ngược lại con số vô trong. Rồi. Em phải bí hiểm như vậy anh. Hai, ba. Hai mặt nó giống nhau đúng không anh? Hai mặt khác nhau. Thôi nó giống nhau vậy ta? Thôi anh coi hai mặt khác nhau. Anh coi kỹ đi anh, coi kỹ với em. Khác nhau, bên đây khác mà. Khác, à nó thôi tôi diễn cái nét đó rồi, bạn diễn nét diễn, khác được không? Diễn nè, diễn nét khác nè. Hai, ba. Không được cười. Chụp hình nè. Không được cười. Đứng lấy hình nhiều để lên. Thôi về chỗ đi mà một tràng hỗ tay cho Huỳnh Quý đi. Đứng lấy hình người ta quá đi. Này. Ai cũng làm lâu chứ tôi làm rất là lẹ nè. Đầu chim Khải đi. Đùa nha mọi người. Đùa em là đùa nha mọi người. Hãy bình chọn cho em.